Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu giày bata cho bé xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân dày nè Mặt đế Mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn size từ 8 cho đến 14cm Các cái công thức móc nó sẽ tương tự giống như nhau Chỉ khác là mình tăng hoặc là giảm cái số hàng móc thôi ha Đối với mẫu này thì mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích nè Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần xác định cho mình kích thước của mặt đế ở size các bạn cần móc là bao nhiêu cm Kích thước này mình có để ở phần mô tả ha Sau đó mình sẽ móc lên một cái mẫu mặt đế dày len như thế này Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu mặt đế này rồi Ở bài mà mình hướng dẫn móc dày bé rồng á Mình có để lên hướng dẫn ở phần mô tả Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo size phù hợp nè Mẫu mặt đế của mình sẽ chia làm 4 nhóm như trên màn hình ha Nhóm thứ nhất sẽ từ size 8 cho đến 9 cm. Nhóm thứ hai từ 9,5 cho đến 10,5 cm. Nhóm thứ ba từ 11 cho đến 12 cm. Và nhóm thứ tư là nhóm còn lại ha, từ 12,5 cm cho đến 14 cm. Thì mình sẽ hoàn tất được cái size mặt đế dày len trước ha, sau đó mình sẽ móc lên cái phần thân dày nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái mặt đế dày len như thế này thì ở cái phần đáy của giày len mình sẽ chia làm 3 nhóm ha. Nhóm đầu tiên sẽ là hai lớp đế chập lại với nhau. Nhóm thứ hai là một lớp đế nè. Và nhóm thứ ba là có dán đế xốp bên dưới. Các bạn sẽ chọn cho mình một trong ba cái cách để mình móc cái mặt đế phía dưới nè. Sau đó mình sẽ móc lên cái phần thân ha. Khi mình hoàn tất được mặt đế rồi, lúc này móc lên hai mũi móc xích. Cho bốn nhóm sai đế mình đều móc lên hai mũi móc xích ha. Để ý ở mỗi chân móc của cái hang móc này nó sẽ có hai đường móc theo chiều mình đang móc thì một đường nằm bên dưới và một đường nằm ở bên trên nè thì to tất cả các cái mũi móc của cái phần này các bạn đều đâm kim vào đường nằm bên dưới những bạn nào mà cái mặt đế mà mình dán đế á, thì nhớ đưa ngược lại ha và mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm ở bên dưới ha mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nè mũi kép đơn vào chân đầu tiên ha chân thứ hai cũng tương tự nè móc mũi kép đơn vào đường nằm bên dưới sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng ha nhớ là khi mình móc đến những cái chân móc mà mình đánh dấu nè cái mặt đế của mình sẽ có bốn cái điểm đánh dấu ha thì cứ móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì các bạn móc cho mình vào đó mũi kép đơn và mình nhớ đánh dấu lại vào cái chân mà mình vừa tháo ra luôn sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết ha. Sau khi đã hoàn tất được hàng móc đầu tiên cho cái phần thân dày rồi nè, thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ khi kết thúc mũi dời vào chân đầu tiên ha, kéo dài sợi len lên một tí nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc và gút mạnh lại cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại sau đó kéo cái đầu kim sát lại với sợi len nè móc lên hai mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên tiếp tục đến hàng móc thứ hai cho bốn nhóm sai các bạn đều móc tương tự như vậy cho mình thay vì mình móc vào chân móc thì các bạn sẽ không móc vào chân móc ha mình sẽ móc các cái mũi ngoặt vào các cái thân chân móc nè thì để móc mũi ngoặt mình sẽ làm như sau ta lấy len lên kim Thay vì đâm kim vào chân móc, các bạn sẽ không đâm vào chân móc mà mình sẽ đưa kim vào chính giữa của hai mũi xích đầu tiên với cái chân mũi kép đơn đầu tiên này vào chính giữa của hai cái thân này. Luôn kim xuống dưới sau đó đưa kim lên phía trên, tức là mình sẽ đẩy cái thân của mũi kép đơn đầu tiên lên trên kim ha. Móc vào đây cho mình mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ có được một cái mũi ngoặt nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho các cái thân còn lại cho đến cuối ha chân thứ hai cũng vậy thay vì móc vào chân móc ta sẽ đẩy cái thân chân móc này lên trên kim nè lấy len nè đẩy cái thân chân móc này lên trên kim móc vào mũi kép đơn ta sẽ có được mũi ngoặt ha sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết cho bốn nhóm sai các bạn đều làm tương tự như vậy cho mình ha cứ mỗi thân chân móc mình sẽ móc các cái mũi ngoặt nè và nhớ đến những cái chân móc mà mình đánh dấu cũng tháo kim đánh dấu ra cũng tương tự như các cái mũi đen đầu Mình cũng không đâm vào chân móc Mà mình đẩy cái thân chân móc lên kim Móc vào mũi kép đơn ha Sau đó đánh dấu lại vào cái chân móc đó Và mình sẽ làm tương tự cho đến hết hàng Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì cái phần thân dài nó sẽ có được một cái độ cao lên như thế này ha. Hết thúc hàng thứ hai thì cũng tương tự, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời nhớ guốc lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại nè sau đó móc lên một mũi móc xích thì phần thân giày của mình nó sẽ có được một cái độ cao lên nè đối với cái mẫu giày này ở bốn nhóm ha thì ba nhóm đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc giống như cách mà mình vừa làm ở đây còn đối với cái nhóm thứ tư là cái nhóm cuối cùng á cái nhóm cuối cùng các bạn sẽ móc lên thêm cho mình một hàng móc kép đơn nữa thì cái hàng móc kép đơn đó mình cũng móc các cái mũi ngoặt vào các cái thân chân móc ha các bạn sẽ móc cho mình như sau đối với cái nhóm thứ tư nè thì mình sẽ móc lên hai mũi móc xích lần sau đó thay vì đâm kim vào chân móc các bạn cũng lần lượt đâm kim cho mình vào các cái thân của mũi kép đơn đẩy cái thân của mũi kép đơn đó lên kim móc vào mũi kép đơn nè sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại ha mỗi chân ta cứ móc một mũi ngoặt vào các cái thân chân móc cho đến cuối hèn thì cái phần thân nó sẽ có một cái độ cao hơn ha cho nhóm thứ tư nè còn ở đây mình đang làm ở nhóm thứ nhất cho nên mình sẽ dừng lại ở hai hàng móc hoàn tất được cái độ cao cho phần thân dày rồi bây giờ mình sẽ móc lên một mũi móc xích sau đó cắt lên nhóm thứ nhất thứ hai và thứ ba hai hàng móc hoàn tất thì cắt lên ha nhóm thứ tư thêm một hàng nữa sau đó cắt lên nè ta sẽ có được cái phần thân dưới bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên ở đây mình sẽ có bốn cái chân móc mà mình đánh dấu nè thì theo chiều mình đang móc các bạn sẽ bỏ cho mình hai cái chân móc mà mình đánh dấu ở cái phần gót vì khi mà mình lên cái phần thân mình sẽ không cần phải để ý cái chân móc mà mình đánh dấu ở hai phần gót nữa ha mình sẽ tháo hai kim đánh dấu ở phần gót ra cho bốn nhóm sai đều làm tương tự ha mình sẽ dựa vào hai cái chân móc mà mình đánh dấu ở cái phần đỉnh giày nè mình sẽ móc cái phần thân sau trước nha Theo chiều mình đang móc là từ cái phần đỉnh dày đi xuống nè Từ cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên này Các bạn sẽ dời kim cho mình đến cái chân móc kế bên Và ta cũng để ý mỗi chân móc có hai đường móc Mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha Đây là chân mà mình đánh dấu đầu tiên nè Thì các bạn sẽ bỏ qua cái chân mà mình đánh dấu Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên Phần đỉnh dày ở phía trên này ha thì bỏ cái chân mà mình đánh dấu sau đó lùi về một chân móc ta cũng đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc sau đó đưa sợi len ra phía sau ha chưa một đoạn vừa đủ dài nè đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào chân móc sát với cái chân mà mình đánh dấu vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một bụi móc xích sau đó chân đó móc tiếp cho mình một mũi móc đơn các chân kế tiếp mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu phía bên đối diện ha mỗi chân móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nè khi móc nhớ dấu lên thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu lên nhiều ha tương tự cho đến chân đánh dấu bên này Sau khi móc được đến cái chân móc sát cái mũi mà mình đánh dấu rồi nè Thì lúc này cái mũi đánh dấu mình sẽ không móc vào đó nha Tháo kim đánh dấu ra nè Ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên của phần thân Móc lên một mũi móc xích Thì cho bốn nhóm sai các bạn đều móc tương tự như vậy cho mình ở hàng đầu tiên của phần thân trên này ha Móc lên một mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại Hàng móc thứ hai này theo chiều mình đang móc là mình móc từ cái mặt trái của sản phẩm ha. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích để mình tạo cái khoảng trống luôn dây. Ta sẽ bỏ qua chân móc thứ hai và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Thì như vậy là cái khoảng trống xích đó với cái chân mà mình bỏ qua nó sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này để mình có thể luồn dây vào ha. Các bạn dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái khoảng trống này các chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn chưa cho mình hai chân móc cuối cùng ha theo chiều mình đang móc đó là móc ở cái mặt trái của sản phẩm nè thì các bạn sẽ tạo cho mình hai cái khoảng trống để mình luồn dây ha tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối hàng thì đầu bên này mình cũng làm một cái khoảng trống tương tự như đầu đầu tiên ha hai chân móc này thì mình cũng tạo một cái khoảng trống ở chân móc thứ hai tương tự giống như đầu bên này nè thì mình sẽ làm ngược lại ha ta sẽ tạo một khoảng trống ở cái chân kế cuối móc lên một buổi móc xích sau đó bỏ qua chân kế cuối và móc vào cái chân cuối cùng một buổi móc đơn như vậy là ta cũng có được một cái khoảng trống thứ hai đánh dấu cho mình vào cái khoảng trống đó ha sau đó móc lên một buổi móc xích và quay ngược đầu móc lại đến hàng móc thứ ba thì cái hàng này mình đang móc ở mặt phải của sản phẩm hàng móc móc mặt phải của sản phẩm mình sẽ giảm một mũi đầu và một mũi cuối thì giảm mũi đầu nè mũi đầu của mình giảm mũi tức là mình sẽ chụm hai chân móc liên tiếp lại thành một mũi ha ở đây mình có chân của mũi móc đơn đầu tiên với cái khoảng trống mà mình tạo để luồn dây thì các bạn sẽ chụm cho mình hai cái chân này lại thành một nè cách chụm như sau ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên kéo lên qua sau đó đâm kim vào cái khoảng trống mà mình đánh dấu ha và khoảng trống mà mình đánh dấu nè kéo len qua trên kim được ba đường kéo len qua hết ba đường trên kim thì như vậy là ta sẽ có được một mũi giảm đầu tiên và cái khoảng trống của mình nó cũng lộ rõ hơn ha sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến hai chân móc cuối cùng nè để không bị lạc mũi thì có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái khoảng trống mà mình tạo luồng dây đầu tiên và các bạn cũng có thể đánh dấu cho mình vào cái chân của cái mũi giảm đầu tiên ở cái hàng móc này. Theo chiều mình đang móc là đang ở mặt phải ha. Thì mặt phải mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối nè. Cái chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn, chưa cho mình hai chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn đến hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng này là cái chân của mũi móc xích để tạo khoảng trống với chân của mũi móc đơn thì các bạn sẽ chụm cho mình hai cái chân này lại thành một. Cách chụm thì cũng tương tự giống như cái mũi chụm ở cái đầu ở cái điểm đầu tiên của hàng này ha. Tức là mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống. Kéo len qua khoảng trống. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn cuối cùng. Kéo len qua chân móc trên kim được ba đường kéo lên qua hết ba đường trên kim. Ta cũng hoàn tất được hàng móc thứ ba nè, tạo ra một cái khoảng trống rõ hơn. Đánh dấu cho mình vào cái khoảng trống này ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm nè, thì khi móc theo chiều từ mặt trái á, các bạn sẽ tạo cho mình hai cái khoảng trống để mình luồn cái phần dây ha. Các bạn sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc thứ hai. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, móc lên một mũi móc xích, bỏ qua chân thứ hai và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra được cái khoảng trống đầu tiên cho hàng móc này. Đánh dấu vào cái khoảng trống này. Sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng chừa cho mình hai chân móc cuối cùng khi móc đến cuối hàng thì mình cũng tạo một cái khoảng trống ở cái điểm bên này do cái hàng này mình đang móc ở mặt trái ha thì mặt trái nhớ tạo khoảng trống còn mặt phải thì nhớ giảm mũi đầu và mũi cuối tạo khoảng trống thì chừa ra hai chân móc cuối cùng móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế cuối và móc vào chân cuối cùng là cái chân mà mình đánh dấu nè móc vào đó một mũi móc đơn thì như vậy ta sẽ tạo ra được cái khoảng trống cho cái đầu bên này ha. Tiếp tục đánh dấu cho mình vào cái khoảng trống đó và móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc. Hàng tiếp theo thì mình đang móc ở mặt phải nè. Khi hàng móc mà đang móc ở mặt phải thì mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối. Giảm mũi đầu tức là mình sẽ chụm cái chân của mũi đơn với cái khoảng trống mà mình tạo ha. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, kéo lên sau đó đâm kim vào khoảng trống, kéo lên, kéo qua ba đường trên kim, ta có được mũi giảm đầu tiên. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn và nhớ đánh dấu vào cái khoảng trống ở phía dưới ha. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn, đến hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc mũi giảm ở hai chân móc cuối cùng. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ như vậy nữa cứ theo chiều mặt phải thì mình giảm một mũi đầu và một mũi cuối còn theo chiều mặt trái thì mình sẽ tạo hai cái khoảng trống ở hai đầu ha cho bốn nhóm sai các bạn đều móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì khi mà mình móc thêm nhiều hàng móc như vậy cái phần thân trên của mình nó sẽ dần dần lùi ra phía sau gót nè móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình so sánh với cái phần mặt đế dày len ở phía dưới bốn nhóm sai ha mình sẽ so sánh với cái mặt đế dày len ở phía dưới sao cho khi mà các bạn móc thêm nhiều hàng móc nè cái điểm mà mình kết thúc á nó dần dần lùi ra phía sau gót giày nó sắp xỉ bằng một nửa so với cái mặt đế giày len là được thì đối với bốn nhóm size của mặt đế nè cái nhóm đầu tiên ở cái phần thân dài các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 6 hàng móc tạo ra ba khoảng trống nhóm thứ hai các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 7 hàng móc cũng tạo ra ba khoảng trống Nhóm thứ ba mình có thể móc tầm khoảng 8 cho đến 9 hàng móc, tạo ra 4 khoảng trống ha. Và cái nhóm thứ tư các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng 8 cho đến 10 hàng móc, tùy vào cái độ cao của phần thân dây ha. Mình sẽ tạo ra tầm khoảng 4 cho đến 5 cái khoảng trống để mình luồn dây. Và khi móc cứ nhớ nè, theo cái chiều mặt trái của sản phẩm thì mình sẽ tạo hai cái khoảng trống để mình luồn dây. Còn theo chiều mình móc ở mặt phải thì mình sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối ha. Mình đang móc ở nhóm đầu tiên cho nên cái phần thân này mình sẽ dừng lại ở 6 hàng móc với ba cái khoảng trống để mình luồn dây như thế này ở mỗi bên nè. Các cái nhóm size khác thì cũng làm tương tự ha. Làm tương tự sao cho khi cái phần thân trên mình giảm dần nè, nó sẽ thụt lùi ra phía sau gót, sao cho nó sắp xỉ bằng một nửa so với cái chiều dài của mặt đế là được thì hoàn tất được chiều cao phần thân dài rồi hàng cuối cùng mình sẽ tạo những cái đường gợn sóng cho cái phần thân dài nó được đẹp hơn ha đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình có được là bao nhiêu mũi nè thì ở cái điểm đầu tiên cái khoảng trống với cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên mình sẽ tính là một mũi ha sau đó các bạn sẽ đếm chân cho mình đến cái đầu đối diện nè đâu bên này thì cũng tương tự ha Cái khoảng trống của mũi xích với lại cái chân của mũi móc đơn cuối cùng mình cũng tính là một mũi Thì lúc này cái vòng của mình nó sẽ tạo ra được 24 mũi móc 24 mũi đó các bạn sẽ lấy cho mình 24 mũi mình chia ra cho 3 ha cho tất cả các cái size từ size trong nhóm thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư thì các bạn đều lấy cho mình tổng số mũi đó, mình chia cho 3 sau đó mình sẽ đánh dấu vào ba cái cái phần mà mình vừa chia được nè từ bên này qua cũng tương tự ha cái số mũi móc mà mình chia được luôn nè đánh dấu lại như vậy là mình đã chia ra được ba phần ha phần đây là phần phía sau gót nè sau đó mình sẽ móc cái họa tiết lượng sóng ở cái cụm đầu tiên trước móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại thì lúc này theo chiều mình đang móc là cái chiều mặt phải nè Mặt phải mình giảm mũi đầu và mũi cuối Mũi đầu nè Sau đó bây giờ mình sẽ nâng cao cái chiều cao của mũi móc ha Được mũi móc đơn, giảm rồi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi nửa kép Các chân nằm chính giữa mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn Các bạn sẽ móc chừa cho mình ba cái chân móc cuối cùng ha ba cái chân móc cuối cùng là từ chân mình đánh dấu sau đó giờ lên hai chân nữa nè tức là trừ ba chân móc cuối cùng cho tất cả các cái sai cũng vậy ha cứ móc các chân nằm chính giữa mỗi chân là một mũi kép đơn và ở mỗi sai thì cái số mũi kép đơn nó sẽ khác nhau ha đối với sai này thì mình sẽ có ba mũi kép đơn liên tiếp những bạn nào mà tăng sai á thì cái số mũi kép đơn này nó sẽ tăng lên dần ha ba cái chân mà mình chưa ra cuối cùng nè thì mình sẽ hạ chiều cao của mũi móc chân kế cuối móc một mũi nửa kép sau đó sẽ làm mũi móc đơn vào chân kế bên và chân cuối cùng của cụm mình sẽ móc mũi dời ha như vậy là ta sẽ tạo ra được họa tiết lượng sóng đầu tiên cho cái cụm đầu tiên tiếp tục ở một phần ba tiếp theo là một phần ba phía sau gót nè thì mình cũng có cái số mũi móc bằng với số mũi móc của cái cụm đầu tiên ha chân đầu tiên móc một mũi dời Chân thứ hai sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi nửa kép. Sau đó các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi kép đơn, chưa cho mình ba chân móc cuối cùng ha. Thì cái số mũi kép đơn này nó có thể khác nhau cho từng size nè. Còn lại ba chân móc cuối cùng của cái cụm đó thì ba chân đó các bạn sẽ hạ độ cao của mũi móc. Chân kế cuối móc một mũi nửa kép. Tiếp tục là một mũi móc đơn. Sau đó là một mũi dời thì ta sẽ có được cái cụm thứ hai ha cái cụm thứ hai là cái cụm phía sau gót thì cái số mũi kép đơn nó sẽ ít hơn so với cái cụm đầu tiên và cụm thứ ba ha còn lại cái kích thước 1 phần ba còn lại nè thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình như cái cụm đầu tiên tức là một mũi dời sau đó là một mũi móc đơn tiếp tục là một mũi nửa kép để nâng cao cái chiều cao của mũi móc sau đó các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi kép đơn chừa ra ba chân móc cuối cùng tức là hai cái chân đầu tiên mình chụm và một cái chân kế cuối ha đến đây mình sẽ có chân của mũi này móc một mũi nửa kép sau đó hai chân cuối cùng mình móc mũi giảm bằng cách móc vào cái khoảng trống và móc vào chân của mũi móc đơn cuối cùng hai chân đó móc mũi giảm nè sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len dấu len thừa vào trong mũi móc sau khi đã dấu len thừa hoàn tất thì mình sẽ có được cái phần thân sau với cái đường gợn sóng như thế này ha cho tất cả các size các bạn đều làm tương tự như vậy cho mình chia cái hàng cuối cùng ra làm 3 phần sau đó mình sẽ móc các họa tiết tương tự ha bây giờ mình sẽ móc cái phần chụm ở phía trước nè các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân tạo những cái khoảng trống luồn dây xuống chưa cái hàng móc mà mình móc cái phần thân bằng các cái mũi ngoặt á mình sẽ móc theo chiều từ phải qua trái ha ở cái hàng móc giao giữa cái phần thân dưới với cái phần thân mũi đơn phía trên nè ta sẽ có những cái đường móc nằm ngang đây những cái đường móc nằm ngang như thế này thì các bạn sẽ dời cho mình ra ba chân móc cho bốn nhóm sai đều giờ cho mình ra ba chân móc còn ở cái phần đỉnh dài phía trên nè mình sẽ đâm kim vào những cái đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc ha. Đây từ cái phần gót dài đi lên thì mình sẽ móc theo chiều từ phải qua trái nè. Các bạn sẽ gặp cho mình các cái hàng móc của phần thân xuống thì mình sẽ thấy được những cái chân móc nằm ngang. Đây những cái chân móc nằm ngang. Thì các bạn sẽ dời cho mình kim về ba cái chân móc. Mình đâm kim vào chân thứ ba cho bốn nhóm sai đều dời cho mình về cái chân móc thứ ba luôn ha. đâm kim vào chân móc đó sau đó đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích chân đó móc tiếp một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn khi mình dời kim về ba chân thì bây giờ mình sẽ móc ba mũi móc đơn vào ba chân đó móc đơn thứ hai nè khi móc nhớ dấu len thừa ha và móc đơn thứ ba cho cả bốn nhóm sai đều móc tương tự như vậy nhé thì như vậy lúc này cái phần thân dưới với cái phần đỉnh phía trên nè nó sẽ có cái điểm giao nhau ha nó không có bị hở khi mà bé mang vào nè các chân móc kế tiếp thì mình sẽ đâm kim vào những cái đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến hết cái hàng này Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng rồi nè Thì tiếp tục sẽ là cái điểm mà mình móc lên cái phần thân Đầu tiên á, bên này mình có móc dời ra ba chân Thì bây giờ các bạn sẽ móc lùi vô cho mình ba chân ha Ta cũng đẩy cái phần thân xuống Mình cũng thấy được những cái đường móc nằm ngang Theo cái chiều mình đang móc nè Thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào ba cái đường móc đó Đây, à, những cái đường móc nằm ngang như thế này đầu tiên á ở cái điểm đầu tiên thì mình lùi vào ba chân bây giờ các bạn sẽ móc cho mình ba mũi để bằng với kích thước ban đầu ha cho bốn nhóm sai đều làm tương tự như vậy giờ ra ba chân luôn nè như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên cho cái phần đỉnh giày tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại thì như vậy là cái phần đỉnh giày nó sẽ dần dần nhô cao lên phía trên ha khi quay ngược đầu móc lại thì mình sẽ có được những cái chân móc cụ thể rồi. Hàng móc thứ hai của phần đỉnh dây cho bốn nhóm sai các bạn đều móc cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì lúc này cái phần đỉnh dây của mình nó sẽ có cái độ cao hơn ha. Đối với bốn nhóm sai đế thì nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba, mình sẽ dừng lại ở hai hàng móc móc đều này. Còn ở cái nhóm thứ tư, các bạn sẽ móc lên cho mình thêm một hàng móc nữa cho cái phần đỉnh dày của mình nó cao hơn ha. Tức là ở cái nhóm thứ tư mình sẽ có ba hàng móc móc đều. Bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng tiếp theo ha. Nhóm sai thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì hàng tiếp theo sẽ là hàng thứ ba còn nhóm thứ tư thì hàng tiếp theo sẽ là hàng thứ tư ha và các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi hai chân kế tiếp mình sẽ móc mũi giảm ha mũi giảm thì mình lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp sau đó kéo len qua ba đường trên kim như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này một mũi móc đơn sau đó là mũi giảm Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Một mũi móc đơn vào chân kế bên. Sau đó sẽ làm mũi giảm ở hai chân kế tiếp. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai ha. Sau đó móc tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì phải có trường hợp cái chân móc cuối cùng nó còn khoảng tầm 1 hoặc là hai chân móc thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Nếu mà nó còn 3 chân móc thì mình sẽ móc cụm. Còn nếu còn 1 đến 2 chân móc thì mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở đây mình còn dư hai chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng giảm mũi ha. Móc lên một mũi móc xích. Thì cái phần đỉnh dây nó sẽ dần dần bo nhỏ lại nè khi hoàn tất được cái hàng móc với công thức một móc đơn sau đó là mũi giảm rồi thì tiếp tục đến hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc các cái mũi giảm liên tiếp ha cho bốn nhóm sai thì cái hàng móc tiếp theo này các bạn cứ móc liên tiếp cho mình các cái mũi giảm tức là mình sẽ chụm hai chân móc liên tiếp lại thành một mũi nè mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Sau khi đã móc được các cái mũi giảm liên tiếp cho đến cuối hàng rồi thì cái phần đỉnh dài nó sẽ bo nhỏ lại hơn. Móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Các hàng móc kế tiếp thì các bạn cứ móc đều cho mình. Mỗi hàng móc mình sẽ móc các cái mũi giảm liên tiếp cho đến khi cái hàng móc cuối cùng nó sẽ còn lại tầm khoảng 3 cho đến 5 mũi móc là mình dừng lại ha. Cho bốn nhóm size thì mình đều làm tương tự như vậy từ cái hàng móc móc mũi giảm liên tiếp ha. Hàng nào mình cũng móc liên tiếp các cái mũi giảm cho đến khi ta đạt được khoảng tầm 3 cho đến 5 mũi móc ở cái hàng giảm cuối cùng. Thì đối với size mình đang móc nè, cái hàng móc giảm cuối cùng mình sẽ tạo ra tổng cộng là 4 cái chân móc. Giúp cho cái phần đỉnh dây nó bo nhỏ lại hơn rồi nè. Khi nó đã đạt đủ cái số chân móc mà mình cần rồi ha, khoảng tầm 3 cho đến 5 mũi ở cái hàng cuối cùng thì cái hàng cuối cùng mình sẽ chụm hết tất cả các cái mũi này lại thành một. Ta sẽ quay ngược đầu móc lại. Cho tất cả các cái nhóm sai thì khi hoàn tất cái hàng móc cuối cùng này rồi, mình sẽ còn lại khoảng tầm 3 cho đến 5 chân ha. Các bạn sẽ chụm lại cho mình nè. Mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc và kéo len qua các đường trên kim. Mũi thứ ba nè mũi thứ tư nè sau đó kéo len qua hết các cái đường trên kim như vậy là ta đã chụm lại hết các cái mũi đó lại thành một ha móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần đỉnh dài như thế này bây giờ mình sẽ viền lại và móc cái phần thân ở phía trước ha để viên lại thì cho tất cả các cái size mình đều móc tương tự như nhau nè ta sẽ đâm kim vào chân móc mà mình bắt đầu móc cái phần thân trước đây là cái điểm giao nhau giữa cái phần thân với lại cái phần thân dưới ha đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó chân đó tiếp tục móc một mũi móc đơn lúc này các bạn để ý ở cái hang móc này mình sẽ không phải là những cái chân móc liên tiếp mà là những cái chân móc của những cái hang móc ha thì mình sẽ lần lượt đâm kim vào những cái hang móc đó mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn thì đối với cái nhóm thứ nhất nhóm thứ hai các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần này tạo ra được tổng cộng là 13 mũi móc đơn còn đối với cái nhóm thứ ba và nhóm thứ tư nó sẽ tạo ra được 15 mũi móc đơn ha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn và khi móc nhớ dấu len thừa vào trong mũi móc chân cuối cùng sẽ là cái chân của cái điểm giao giữa hai phần thân ha móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta sẽ có được cái hàng viền đầu tiên cho cái phần thân trước tạo ra được những cái chân móc để mình móc tiếp hàng móc tiếp theo ha từ hàng móc tiếp theo thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc cho cả bốn nhóm sai thì hàng kép đơn kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn ha ở cái nhóm thứ nhất thứ hai mình có 13 mũi kép đơn còn nhóm thứ ba và thứ tư mình sẽ có 15 mũi kép đơn ha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc thì móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc kế tiếp thì cho tất cả các cái nhóm sai, các bạn đều giảm cho mình mũi đầu và mũi cuối, giúp cho cái phần thân trước nó dần dần bo nhỏ lại ha thì để giảm mũi đau các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình đã bỏ được một mũi rồi nè các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn chừa cho mình hai chân móc cuối cùng sau khi móc được các cái mũi kép đơn đến hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ chụm lại thành một mũi thì cách chụm mũi kép đơn như sau ta lấy lên lên kim đâm kim vào chân kế cuối kéo len qua trên kim có ba đường kéo qua hai đường trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào chân cuối cùng kéo len trên kim được bốn đường kéo lên qua hai đường sau đó kéo lên qua ba đường trên kim như vậy là ta sẽ giảm đi được một mũi ở đầu này ha móc lên hai mũi móc xích thì hàng này mình giảm đi được hai mũi so với cái hàng bên trên mình có 13 mũi thì khi giảm mình còn lại 11 mũi ha tiếp tục quay ngược đầu móc lại Hàng kế tiếp cũng làm tương tự như hàng mình vừa móc, tức giảm một mũi đầu và một mũi cuối. Mũi đầu giảm mũi tức là bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai mũi kép đơn. Các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn, chừa hai chân móc cuối cùng và móc mũi giảm ở hai chân cuối cùng. Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi hàng móc cứ giảm mũi đầu và mũi cuối cho đến khi nó đạt được chiều cao bằng với lại cái phần thân sau hoặc là cao hơn một chút ha. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân trước nó sẽ dần dần bo nhỏ lại và nó đạt được cái chiều cao sắp xỉ bằng với cái phần thân sau rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo một đường gợn sóng ở đây. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc một mũi nửa kép để nâng cao chiều cao của mũi móc. Các chân nằm chính giữa mỗi chân móc một mũi kép đơn. Tùy vào size mà cái số mũi kép đơn này nó có thể khác nhau ha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn, chưa hai chân móc cuối cùng. Khi móc đến hai chân móc cuối cùng thì hạ chiều cao của mũi móc, chân kế cuối móc mũi nửa kép và chân cuối cùng móc mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, ta sẽ tạo ra được đường gợn sóng như thế này. Thì mẫu giày khi bé mang vào nè, cái form giày nó sẽ hình thành như thế này ha. Các bạn có thể dùng cho mình một cái lớp nỉ, mình sẽ cắt một cái sticker nhỏ như thế này và mình dán ở bên hông sau đó mình sẽ tạo một sợi dây các bạn sẽ tạo cho mình một nút từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích tầm khoảng 110 cho đến 130 mũi móc tùy vào size các bạn móc mà các bạn canh chỉnh cái sợi dây cho phù hợp ha khi đã hoàn tất được chiều dài của sợi dây rồi thì kéo dài sợi len lên một tí và cắt len ta sẽ có được một cái sợi dây như thế này sau đó mình sẽ luôn cái sợi dây này vào những cái khoảng trống mà mình chừa ra ở cái phần thân dây á. Tùy vào size mà cái khoảng trống này nó có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn ha. Và các bạn sẽ thắt giống như là cách mà mình thắt cái phần dây dày ha. Sau khi đã thắt được cho mình cái phần dây vào những cái khoảng trống mà mình chừa ra thì ta sẽ có được một cái form dày bà ta xinh xắn như thế này hai bên thì mình sẽ trang trí những cái sticker nhỏ như thế này ha hoặc là các bạn cũng có thể trang trí nhiều cái họa tiết khác nhau như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái mẫu giày ba ta cho bé xinh xắn như thế này mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size theo hướng dẫn ha những bạn nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công